Ta-da, vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh mì xíu mại. Món này thì mọi người sẽ ăn cùng với bánh mì dưa chuột hoặc là có thể có đu đủ xay cũng rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Bây giờ mọi người hãy cùng thưởng thức món ăn này với mình nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau của mình nhé. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh để tiếp tục đón xem những video, những cái công thức nấu ăn mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình và mọi người sẽ lại cùng nhau đi làm một món ăn từ thịt băm. Đó là món bánh mì xà xí. Mình đã chuẩn bị cái phần nhân, bao gồm có thịt xay, hạt tiêu, hành. Và mình sẽ cho vào đây để hấp. Mình sẽ nặn thành những cái viên xíu mại. Sẽ hấp lên rồi đi làm cái nước cà chua.